Đây là bản tin cập nhật mới nhất tình hình chiến sự Ukraine từ phố Bansa TV. Thị trưởng Kherson cho biết thành phố Kherson đã thất thủ. Thị trưởng thành phố Ukraine Kherson, ông Ihor Kolikayev đã nói rằng quân đội Ukraine không còn ở trong thành phố này và cư dân của thành phố hiện đang phải thực hiện những chỉ thị về việc những người có vũ trang hiện đang tiến công vào chính quyền của thành phố, cho thấy rằng thành phố hiện đã rơi vào tầm kiểm soát của Nga. Thông báo trên trang Facebook của ông sau nhiều ngày qua đã gây áp lực lên Kherson bởi các lực lượng Nga đã bao vây thành phố này. Kherson là một thành phố quan trọng về mặt chiến lược nằm trên đường vào từ Biển Đen với dân số gần 300.000 người. Hôm thứ Tư vừa qua tại Kiev, thị trưởng thành phố này đã bác bỏ những tuyên bố đã kiểm soát của Nga và nói rằng các lực lượng Ukraine vẫn đang chiến đấu tại các khu vực của thành phố. Theo bài đăng mới nhất cho thấy rằng tất lực lượng của Ukraine đã rời khỏi Kherson. Thị trưởng cũng đã trả lời phỏng vấn của tờ New York Times rằng một nhóm khoảng 10 sĩ quan vũ trang của Nga, trong đó cả chỉ huy các lực lượng đã tấn công thành phố, hiện đã vào tòa thị chính thành phố vào ngày thứ Tư. Ông cho biết ông đã được các sĩ quan Nga thông báo rằng họ đang có kế hoạch thành lập một chính quyền mới, tương tự như ở hai khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine, cũng theo tờ phỏng vấn của tờ New York Times. Và điều này có nghĩa rằng nếu Kherson bây giờ nằm dưới sự kiểm soát của Nga, đó sẽ là một thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột này, vì nó sẽ đánh dấu thành phố lớn đầu tiên bị quân Nga chiếm giữ. Được biết, vào cuối ngày thứ Tư, Hennady Haluta, là người đứng đầu cơ quan quản lý khu vực Kherson, đã đưa ra một thông báo. Tôi yêu cầu tất cả những ai không có ở nhà hoặc những ai đang định đi ra ngoài đường thì đừng làm như vậy. Những người chiếm đóng đã ở tất cả các khu vực trong thành phố này và đang rất nguy hiểm. Không nói rõ ràng rằng người Nga đã kiểm soát thành phố này vào lúc nào. Thị trưởng Kolikayev cho biết vào tối thứ Tư rằng, hôm nay có những người khách với vũ trang đang trong ủy ban điều hành thành phố. Chúng tôi là những người yêu hòa bình, chúng tôi không có vũ khí, chúng tôi không có sự gây hấn nào từ phía chúng tôi. Tôi không thể hứa với họ điều gì, tôi không có gì để hứa. Tôi chỉ quan tâm tới cuộc sống bình thường của thành phố và của chúng tôi. Tôi chỉ yêu cầu không được bắn người dân. Trên thông điệp trên Facebook của mình, ông ấy tiếp tục nói, chúng tôi không có lực lượng vũ trang trong thành phố mà chỉ có thường dân và những người đang muốn sống tại đây. Kolikayev nói rằng thành phố hiện đang có những quy định mới và trong đó có lệnh giới nghiêm và hạn chế giao thông ra vào thành phố. Ông nói có một quy tắc là người đi bộ phải đi bộ từng người một và tối đa chỉ hai người một lúc, xin đừng khiêu khích quân đội. Ông kết thúc bằng một câu, hãy để tình hình như vậy xem sao. Lá cờ phía trên chúng tôi là tiếng Ukraine và hãy để nguyên như vậy, những yêu cầu này phải được đáp ứng và tôi không thể cung cấp bất cứ một điều gì khác. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự của Ukraine trong những bản tin sắp tới trên phố Bonsa TV.